Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cuộc gọi được tính theo cước thoại thông thường. Úi dồi ôi. Úi dồi. Đấu Trinh xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, hiện tại thì Đấu Trinh đang có mặt ở nền nhà của em Hưng. Hôm nay thì Đấu Trinh ra từ rất là sớm rồi quý bác. Cũng được hiện tại thì Đấu Trinh ở đây đợi được gần 4 tiếng rồi các bác. Cháu Trinh lên từ lúc 7 giờ sáng đến đây thì 8 giờ. Bây giờ là đang 12 giờ trưa rồi. Và hôm nay cháu Trinh lên chỗ nền nhà của em Hưng với cả em Thuận ấy, thì sáng nay khi mà cháu Trinh dậy ấy, thì có người là gọi điện đến cho cháu Trinh và có hỏi cháu Trinh rằng là hiện tại em đang muốn tìm người đào đất đúng không? Đấy, thì cháu Trinh trả lời là có, thì anh ấy bảo là muốn hẹn cho Trinh ra đây để mà xem đất. Thì đến thời điểm tại cho Trinh đợi được 4 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy là có ai ra cả các bác. Vừa nãy là cho Trinh có gọi cả Hưng xuống đây, nhưng mà bây giờ cũng trưa rồi ấy. Ở nhà là còn có con dê này, con vật nuôi ở nhà, rồi những con lợn nữa. Thì em ấy về nhà cho con lợn con dê ăn rồi, còn lát nữa thì em ấy mới xuống. Cháu Trinh đang rất là lo sợ là người ta bom ấy cô bác. Người ta lừa cháu Trinh ra đây để đợi. Tại vì là cũng được 4 tiếng rồi, gọi thì không nghe cô bác ạ. À, gọi là không liên lạc được. Không biết là có việc gì hay không. Nếu mà có việc gì thì phải bảo với cháu Trinh hay là như thế nào chứ. Đằng này gọi là không liên lạc được. Cháu Trinh sẽ thử gọi lại một lần nữa. Lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Vẫn chưa gọi được cô bác ạ. Gọi hiện không liên lạc được. Cuộc gọi... Từ sáng đến giờ là cháu Trinh ăn sáng xong là đã lên đây rồi để mà xem là người ta sẽ hô gián thế nào và xem là liệu có tìm được một người mà đào với giá phù hợp hay không cô bác. Cũng khá là buồn khi mà ra đến đây gọi thì không gọi được mà đợi thì không biết là đợi đến bao giờ nữa. Bây giờ thì cũng hơn 12 giờ trưa rồi, cháu Trinh cũng rất là đói rồi cô bác. Hưng thì đang chạy lên nhà, cháu Trinh cũng không dám lên nữa. Tại vì bây giờ không liên lạc được với cả người mà hẹn cháu Trinh ra đây ấy. Nếu mà lên nhà thì xíu nữa lại sợ người ta ra đến đây lại không gặp. Cho nên là một mình cháu Trinh ở đây đợi để cho Hưng về nhà để xem những con vật nuôi ở nhà. Xong xíu nữa nếu mà được thì lại gọi Hưng xuống các bác. Cháu Trinh sẽ tiếp tục là ở đây đợi. Và xíu nữa xem là liệu anh Quyền có ra không. Cháu Trinh cũng... sáng thì cũng gọi cả anh Quyền lên để mà cùng nhau là xem cái người đó, bàn bạc xem mà giá cả thế nào các bác. Thì sợ là xíu nữa gọi anh Quyền ra đến đây lại bom cả hai anh em thì thật sự là rất là tội các bác. Chả biết là làm thế nào nữa, không liên lạc được. Không biết là liệu người ta có phải là người ở đây không. Tại vì là gọi qua số của cháu Trinh thì cháu Trinh cũng không biết là ai nữa các bác. Không biết là liệu kẻ xấu lợi dụng là có số điện thoại ở trên thước phim ấy, thì người ta lại gọi để mà lừa chúng cháu. Cũng không biết nữa. Vẫn phải ở đây đợi thôi xem là như thế nào. Về cái nền đất của em Hưng ấy, thì bây giờ cũng đã chặt hết rồi các bác. Những cái cây mà gây cản trở đến quá trình múc ấy, là em ấy cũng chặt và cưa ra để đây hết rồi này. Rồi cái khu này nữa, những cái cây rất là to. Cái này thì sao Hưng lại chặt ra thành từng khúc khúc ngắn thế này nhỉ? Không biết là liệu mấy cây này có cong hay không hay là thẳng. Đáng lẽ ra là những cây này em ấy phải để dài dài một tí để còn làm cốt pha chứ. Em ấy lại chặt từng khúc ngắn thế này thì sao mà làm cốt pha được đây? Đây, những cái cây to thế này thì sẽ làm cốt pha được mà. Hôm trước là em ấy có thuê người ra xẻ thì cháu Trinh cũng không ở gần và quên bảo em ấy là để dài ra để còn làm cốt pha chứ. Bây giờ cắt thế này thì sao mà làm cốt pha được đây. Ở bên này có một đống nữa này các bác.
Và trước đó Trinh có đăng thước phim là có tham khảo giá múc ấy các bác, thì giá khá là cao, với cả là có hai cái phương án. Thứ nhất là thuê theo tiếng đào ấy, một tiếng là 350 và một xe chở thì là 50.000, có nghĩa là công đào là 350 một một tiếng rồi, còn chở ra đây thì tính theo xe chở đất ra đổ ấy các bác, tính theo xe, một xe là 50.000. Ở đây là em ấy có xẻ được ra để đây khá là nhiều này, nhưng mà em ấy cũng cắt thành từng đoạn ngắn hết rồi. Như thế này thì không tận dụng được cốt pha được. Những cái cây này này các bác, là cây không biết, cho Trinh cũng không biết là tên là gì, nhưng mà rất là ngứa luôn. Cái loại cây này rất là ngứa. Cũng cắt ra từng đoạn thế này, em ấy lại nghĩ rằng là sẽ cắt để làm củi. Lại không khả năng lại quên là tính đến phương án làm cốt pha rồi. Ở đây là cái khu này sau này sẽ đổ đất ra đây các bác nhé. Ở dưới kia là có một con đường đi xuống. Thì cái khu này từ đằng kia ra đây thì sẽ tiến hành là đổ đất ra đến chạm cái khu suối kia kìa các bác. Thì khả năng là cái nền đất của em Hưng đổ cái khu này thì cũng đổ không hết đâu. Chỗ Trình sẽ lại tiếp tục gọi xem là có gọi được hay không. Từ sáng đến giờ chỗ Trình gọi ấy phải hơn 20 cuộc điện thoại rồi các bác. Cứ cách một lúc lại gọi nhưng mà không liên lạc được. Bây giờ Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp do thuê bao quý đấy, khách vừa gọi. khả năng là bị bịp rồi các bác ạ. Mất công chúng cháu đi lên cả ngày, nãy còn gọi cả anh Quyền lên nữa, không biết là anh Quyền có lên hay không. Lên đến đây lại không gặp thì thật sự là rất là buồn luôn. Đâu về đấy cu? Không về à? Ừ. Ui rồi, cắt tóc rồi. Đấy, mấy em nhỏ tầm tuổi như thế này là đi học tự đi bộ luôn này các bác. Học về là tự đi bộ về. Bây giờ là đang 12 giờ trưa, trời rất là nóng mà các em đi học là đấy, như em kia là cầm theo một cái cặp lồng để cơm ấy các bác. Tự đi bộ đi về nhà. Đứng ở đây đợi rất là sốt ruột luôn các bác ạ. Chả biết là làm thế nào nữa. Chả nhẽ lại đi về. Thôi thì tiếp tục là ngồi đây đợi một lát nữa xem là như thế nào. Thưa bác, là sau khi mà cháu Trinh ngồi ở đây một hồi thì thấy là Thuận đi học về ấy, thì cháu Trinh có gọi ra em ấy ra đây để ngồi cùng với cháu Trinh cho đỡ buồn luôn các bác. Nào Thuận, chào con các bà đi. Con chào con các bà. Ừ, thế hôm nay không học chiều à? Không. Thế Thuận ăn Đây cơm là chưa? cái gì? Ăn rồi. Ăn rồi à? Đây là Thuận thử ăn xem có ngon không? Ngon. Nhai. Nhai nó tan này. Cái này là hộp hộp này là viên nghệ sứa mật ong chúa. Nghĩa là làm từ củ nghệ mà mình bôi bôi ở đây này. Bôi ở mặt này này. Mình ăn cái này vào ấy là cái sẹo của mình nó sẽ lành. Mình hiểu không? Nghệ này, nghệ mình lấy bôi bôi đây này. Làm từ củ nghệ với cả sứa mật ong chúa ấy các bác. Cho nên là khi mà ví dụ như em Thuận chẳng hạn bị sẹo thế này thì em ấy ăn cái này vào là sẹo sẽ lành các bác. Đây. Thế ăn nhiều viên vào cho sẹo lành đi. Sau này xấu gái đấy. Một hộp như thế này là 500 gram các bác. Hiện tại là cháu Trinh đang bán ở trên kênh các bác nhé. Đây là sản phẩm nông sản ở trên vùng cao, được kết hợp bởi bột nghệ với cả sữa mật ong chúa để tạo thành những cái viên tròn như thế này này. Ngon. Đấy, bảo quản được rất là lâu luôn các bác. Đó là kết hợp của sữa ong chúa với cả viên nghệ. Đấy, cái vị của nó thì ăn là nó sẽ hòa quyện với cả vị của củ nghệ này. Đấy, và sữa mật ong chúa luôn. Cho nên là ăn rất là ngon, mùi rất là thơm. Lúc nhai là nó sẽ có một vị giòn đầu tiên nhỉ. Cắn là nó giòn.
Sau đó thì nó sẽ bắt đầu hòa tan trong miệng của mình. Cái này mờ á. Ăn cái này vào nó mờ cái sẹo của mình đi. Đấy, nếu mà em không biết thì em có thể đọc công dụng ở ở ngoài bao bì này, anh có ghi à, có ghi công dụng ở đây này. Đấy. Thành phần đây, thành phần là 100% từ tinh nghệ với cả mật ong nguyên chất và sứa mật ong chúa. Đấy. Thì cái này công dụng của nó là trị đau bao tử này, rồi phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư này. Đấy, phụ nữ sau khi sinh thì giúp nhanh chóng hồi sức khỏe, rồi nhan sắc này, da dẻ hồng hào, mịn màng này, rồi trị mụn, trị nám này, làm đẹp da này, tẩy tế bào chết cho da này. Đấy, tái tạo làn da mới, trắng hồng tự nhiên, ngăn ngừa mụn, trị thâm, sẹo, rất hiệu quả. Đấy thì những cái tinh bột nghệ thế này thì về những cái dân gian cổ truyền thì cũng đã được áp dụng rất nhiều về những cái bài thuốc chữa bệnh như là trị sẹo này, rồi là có rất là nhiều công dụng có thể làm mịn làn da của phụ nữ, rồi hỗ trợ điều trị ung thư. Những cái công dụng thì cháu Trinh đã ghi ở ngoài bao bì hết rồi, các bác anh chị có thể là mua về để sử dụng các bác nhá, kết hợp của mật ong chúa với cả viên nghệ. Đấy, quý bác anh chị có thể liên hệ với cháu Trinh qua số điện thoại mà cháu Trinh ghi ở trên màn hình để cháu Trinh sẽ tư vấn cụ thể rồi gửi xuống cho quý bác anh chị cùng thưởng thức của bác nhé. Thế là hôm nay con Ngọc Triều bây giờ đi về nhà thôi nhỉ? Vâng. Đợi anh trai xem là anh trai có còn xuống hay không. Anh là lên đây từ sáng rồi, cứ đứng ở đây đợi. Sáng nay có một chú hẹn anh ra đây để xem đào đất ấy, xong là khả năng là anh bị lừa rồi. Bắt anh ra ngồi ở đây từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy chú ấy ra, gọi điện cũng không nghe. Bây giờ là không liên lạc được ấy. Đấy. Bây giờ khả năng là đợi xem một lúc nữa xem là thế nào, nếu mà không được thì cháu Trinh sẽ lại đi về thôi các bác. Để xem tối có liên lạc được với người ta hay không. Cũng sợ là người ta điện thoại hết pin chẳng hạn hoặc là như thế nào, cũng không liên lạc được với cháu Trình, và cháu Trình liên lạc cũng không được thì sợ người ta cũng không biết đường ra đây, hoặc là cũng không biết thế nào được, sợ là kẻ xấu nó lại lừa cháu Trình. Đấy. Bây giờ cháu Trình sẽ gọi cho em Hưng để xem là em ấy có gọi được thêm ai khác hay không các bác. Thưa bác là hiện tại thì em Hưng cũng đã ra đến đây rồi. Đấy, và sáng nay thì cháu Trinh có gọi cả anh Quyền lên để mà xem giá cả đào đất thế nào ấy các bác. Nhưng mà đến hiện tại thì vẫn chưa thấy Cháu xin chào các bác nhá. Thế chú lái máy là xuất hiện, khả năng là bị lừa rồi anh ạ. Khả năng là bị lừa rồi. Sáng nay bị làm sao đấy? Sáng nay lúc 6 giờ sáng ấy, em đang dậy, vừa mới dậy thôi là nghe có một cuộc điện thoại là có một chú gọi cho em bảo là hẹn em ra để mà xem cái nền đất để đào ấy. Xong là em cũng phi lên luôn. Đến đây thì 8 giờ, đợi đến bây giờ thì cũng trưa rồi mà vẫn chưa thấy ai ra cả. Ui, thế là mảnh đất này cũng khá phức tạp ấy nhỉ. Tại vì là lúc đầu thì Hưng lên trên xã thì họ bảo là lấy 120 triệu. Tại vì sau thì lại có một anh bảo lấy 65 triệu. Đấy, bây giờ thì lại sáng nay hẹn em Trình lên là bảo là lúc gọi 6 giờ mà bây giờ vẫn chưa ra thì anh khả năng là bị bịp rồi. Nhưng mà được bây giờ rồi. Em gọi không được à? Gọi lại không được, gọi đâu điện thoại đâu em. Gọi xem có liên lạc được không. Gọi từ sáng là không liên lạc được. Thế Hưng cũng ra đây đợi à Hưng? Em Hưng là nãy là cũng ra đây đợi, xong là đợi không được là lại về nhà để cho con lợn con dê ăn này. Bây giờ là chăm sóc con vật nuôi hết chưa? Rồi anh ơi. Đấy, khả năng là con bị chào công các bà, bịp các cô các chú ạ. Vâng ạ. Này thế em về nhà là chăm lo hết con vật nuôi ở trong nhà chưa? Vâng, hết ạ. Cháu ăn được. Thế đã ăn cơm chưa? Ăn được ạ. Thì khả năng là chắc là không được rồi Hưng ạ. Vì bây giờ cũng hơn 1 giờ rồi mà. Anh cũng đói rồi, tại vì từ sáng đến giờ là anh vẫn chưa ăn gì cả. Cứ ra đây đợi, sợ lên nhà em thì người ta ra đây lại không gặp mình ấy. Anh vẫn phải đứng ở đây đợi. Bây giờ để anh gọi xem, gọi lần nữa xem, nếu mà không được nữa thì khả năng là thôi thì cả ba anh em là mất công thôi các bác. Hôm nay mất công ra đây cả anh Quyền nữa. Gọi ra đây cũng quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thêm bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Lúc ở nhà là sáng là người ta tự liên hệ với em mà. Liên hệ bảo là hẹn em ra, xong là bảo ra nhanh nhá. Anh đang chuẩn bị lên rồi. Thế là em cũng phi lên luôn. Mà ra đợi bây giờ nửa ngày rồi. Chắc đi về. Đợi về nhà. Khả năng là phải về đâu. Chú kia là nãy em gọi ra để làm gì đấy? Vâng, bảo là định hướng. Định hướng xem hướng phong thủy à? Vâng, chú vậy. Ông vừa chưa đào xong thì chưa xem được. À, phải đào xong mới xem được á? Vâng. Cái này thì bây giờ là cũng hơi khó đấy nhỉ. Bây giờ là người thì đào giá cao quá, người thì lại lừa kiểu như này đấy, lừa anh em mình lên trên này đợi thì lại không ra đấy, bây giờ rất là mất việc đấy. Anh em cháu ra đây thì không phải gần các bác ạ, rất là xa. Thì bây giờ lên trên này thì cũng không gặp đội thợ của họ đào nền ấy. Bây giờ chỗ này thì nếu mà theo như anh ấy đấy, cái giá hợp lý nhất thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng căng lắm à 30 triệu thôi. Đấy, ai mà lấy nhiều hơn thì mình không thuê đâu. Đấy, nói thẳng luôn là như thế. Còn ví dụ như có ai mà đến đây xem và giả giá nó cao hơn thì mình gọi là thuận mua thì vừa bán thôi. Cái này nó không làm ảnh hưởng đến bất kể ai thôi, đúng không? Đấy, nên là kể cả ai có đến xem thì mình không thuê người đấy thì cũng chả có vấn đề gì cả. Tại vì cái này là mình cũng phải nói thẳng luôn là như này. Đấy, bây giờ kể cả ông đến đây xem thì ông bảo lấy 80 triệu thì bây giờ là gọi tôi gọi ông đến xem thì nếu mà hợp lý thì ông múc, chứ không hợp lý thì làm sao mà tôi dám giả ông là 80 triệu đấy. Ông đòi như thế làm sao mà tôi dám giả ông là ông múc như thế, đúng không? Đấy, còn anh em mình đã thống nhất với nhau là cái chôn nền đất này ấy, thì bây giờ là anh em mình chỉ giả là giỏi nhất là đến 30 triệu thôi. 30 triệu đấy, là múc đất và chuyển đi chỗ khác là 30 triệu, còn quá 30 triệu anh em mình không thuê. Đấy, đấy thì em cứ tìm người ra xong hỏi giá, tầm anh cũng bảo rồi, tầm hơn 30 triệu đổ lên thì mình chỉ coi như là tham khảo thôi. Vâng. Dưới 30 triệu thì mình còn xem xét đấy. Tầm giá trên 30 triệu thì anh nghĩ là quá cao rồi. Mình quá lỗ rồi. Tại vì nhá, ở đây cũng phải nói thẳng luôn là ở đây đất này là đất nó không có đá. Đấy, đất nó toàn đất thịt thôi. Nên là múc nó rất là dễ. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là quá dễ hẳn mà nó cũng nhiều đất một tí. Đất này thì đất thịt thì nó sẽ rất là nhiều đất. Và thứ hai là cái này nó cũng không phải là quá bằng. Đấy, thì mình cũng thống nhất với nhau luôn là trong cái quá trình múc ấy thì là cũng sẽ không múc thấp như thế này đâu. Đấy, cũng phải múc cao đến tầm khoảng 1 mét gì đấy, đến tầm chỗ này này. Đúng rồi, 1 mét hơn mét. Đấy, nó phải cao hơn mặt đường. Sau này làm bậc hoặc là có tiền thì là làm cái bê tông lên trên này. Đấy, để nó dốc lên một tí. Đấy, bây giờ mà múc xuống thấp quá thì chắc chắn là người ta sẽ đòi giá cao rồi, đúng không? Đấy, thì và bao giờ nhá, bao giờ tìm được đội thợ nào vào ấy thì mình cũng phải thống nhất với họ rõ ràng là em thuê anh vào đây làm thì các anh làm xong cho em mới trả tiền. Vâng. Không có cái kiểu là anh làm được một nửa thì em phải trả anh bằng một nửa tiền, đấy không được. Tí người ta làm được một nửa người ta thấy ôi lỗ quá, chắc là không làm nữa, lấy luôn 15 triệu là chạy luôn. Thế thì coi như là mình lỗ rồi. Lại thuê đội thợ khác vào, người ta lại bảo ô chỗ này nhiều đất lắm, bây giờ anh phải lấy 30 triệu anh mới múc cơ. Thế là thành ra là mình 15 triệu cộng với 30 triệu 45 triệu rồi, đúng không? Nên là bây giờ mình phải rõ ràng với người ta, phải quay phim và nói rõ ràng rằng là đấy, bây giờ chỗ này em chỉ thuê anh là 30 triệu, bao giờ múc xong em giả hết tiền cho anh, em không nợ anh 1.000 nào. Đấy, thì mình mới đồng ý là như vậy, thì họ đồng ý thì mới cho họ múc. Còn lúc nào mà họ bảo ôi em đào được một nửa là em phải lấy tiền một nửa thì không được, như thế không được, đúng không? Thế là mình lại bị lừa đấy. Nếu mà để Hưng làm việc thì chắc khả năng là không lừa được nhiều, đúng không? Lừa nhiều. Đấy, tại vì là như quý bác anh chị cũng biết rồi, cũng không hiểu sao là ở khu này người ta lại lấy giá nó đắt như vậy nữa quá đấy. Hay là khi mà chúng cháu lên chia sẻ thì người ta lại thấy là chúng cháu làm việc thiện nguyện ấy, thì người ta lại hô giá lên cao. Tại vì những cái khu mà ở chỗ gần nhà của cháu Trình ấy, thì khu đấy là người ta cũng đào rẻ hơn ở đây rất là nhiều. Cái miếng như thế này thì bây giờ chênh lệch giá nó quá cao đi. Ở chỗ cháu thì tầm 25 đến 30 triệu thôi, người ta lại đẩy lên tận 120 triệu. Thế thì sửa quá cao đi, cũng không thể mà chấp nhận được. Hưng có biết chỗ nền nhà của anh không? Có. Nền nhà mới của anh bây giờ xây nhà đấy. Ở chỗ đấy anh ấy có thuê 10 triệu đâu mà. Ờ, chỗ đấy nó nhiều. Nó phải rộng hơn mấy lần của em này này. Nhưng mà mối tội là ở đấy nó không phải chở đi.
thì chở đi thì mình tính thêm cái kinh phí là tầm 10 triệu nữa thôi. Thì là ở chỗ anh thì là 10 triệu thì coi như tính thêm chở là 20 triệu đi. Thì nó còn rộng hơn chỗ này. Mà chỗ này thì bây giờ là nó người ta đã đòi hơn 60 triệu ấy, sao không được. Mình cũng phải gọi là so sánh giữa chỗ này với chỗ kia. Tại vì cái đường ở đây là đường bê tông đến tận nơi này, không phải mở đường này. Thứ hai là ô tô cũng vào đây được này. Đấy, thứ ba là ở khu vực này cũng nhiều người có máy xúc. Nếu mà khu vực này cả xã là chỉ có một người có máy xúc thì khả năng này người ta ép giá còn được, chứ bây giờ thì có phải là một mình ông có đâu, đúng không? Nên là người ta hô cao mình cũng phải tham khảo lại. Những cái người người ta cũng có máy xúc và giá hợp lý thì mình mới thuê. Đấy, với cái tầm giá như thế thì thật sự là trước Hưng cũng định cầm cuốc ra đây để đào bằng tay rồi đấy. Chứ cái tầm giá đây thì em Hưng bảo là thà đào bằng tay bao giờ xong thì xong. Cuốc cái này 120 triệu thì chắc là đào bằng tay chắc một thằng tuần. Thuê người đào đây, tay nếu mà bà con ra hộ tầm khoảng cái này mà công ấy bảo là lấy 120 triệu thì mình đào bằng tay thì chắc thuê người ta đào bằng tay công 200 thì chắc cũng khá là nhanh, cũng không đến 120 triệu đâu, không đến đâu. Thuê cũng... nhưng mà thời gian nó hơi chậm một tí, thời gian thôi. Quá lâu thôi, cứ từ từ thôi, không phải vội đâu, tại vì là máy móc thì mình chưa tìm được người thôi, chưa có cơ duyên tìm được thôi. Đấy, chứ máy thì có nhiều. Có thể là có ai theo dõi được thước phim của cháu Trinh chẳng hạn, của em chẳng hạn, hay là người ở xung quanh đây thì có thể liên hệ trực tiếp với cả kênh để có thể liên hệ để múc nền đất cho Hưng. Ở đâu cũng gặp khó khăn cả thôi Hưng ạ, không phải lo. Tại vì là nhiều khi là bọn anh đi mua đất làm nhà ấy, còn tìm đi tìm xuống mất 2-3 tháng cơ. Chứ như chỗ của em ấy thì mình mua đất là nó không gặp khó khăn gì rồi. Thì bây giờ đến cái việc mà múc đất thì nó là giai đoạn dễ hơn rồi, cũng không phải lo đâu. Chỉ cần có đất là được, còn thuê người đào thì sẽ có thôi. Khả năng là chúng cháu sẽ khả năng không xong rồi, các bác không ổn rồi thì sẽ phải về nhà thôi. Chứ bây giờ cứ đợi thế này đến tối. Nhưng mà ở đây là em liên hệ hết chưa? Cái chỗ nào mà em biết đấy? Hết rồi anh ạ. Hết rồi à? Vâng. Em liên hệ hết rồi vẫn chưa tìm được. Vâng. Thôi thì cứ từ từ, cứ cố gắng thôi. Nha. Vâng. Nhưng hôm nay là lên cũng khá là buồn, với cả mất rất là nhiều thời gian, công sức nữa các bác. Lên cũng không tìm được người đào thì cũng chả biết là làm sao được. Về phía bản thân của giáo trình thì cũng mong muốn là người ta sẽ có thể là tìm liên hệ được người ra đào thật là sớm, càng sớm càng tốt thôi. Nhưng hôm nay là khi mà nghe tin là có người hẹn ra là giáo trình cũng rất là hồi hộp, rồi là cũng ngay lập tức là phi lên luôn và đợi từ sáng đến giờ, cũng bây giờ đã bắt đầu vào giờ chiều rồi, đã hơn 1 giờ gần 2 giờ rồi mà người ta cũng không liên hệ được nữa thì cũng đành chịu thôi. Thuận là đi mua kem về ăn rồi à? Kem kẹo. Ở đây là có quán tạp hóa ở đây đúng không? Ừ. Nào mời các ông các bà đi. Chào các bà, con các bà ăn kem. Đây là các bà là ở gần đây đúng không? Đây anh xem nào. Cái này là viên nghệ sữa ông chúa đúng không? Cho các bà mỗi người một ít nhá. Đây bà. À, ăn bổ. À, ăn kẹo cho nó bổ. Vâng. Muốn thì đây bà, các cháu thì giúp thì anh em cháu bà ơi, bà ăn kẹo đi bà. Con này thì cháu của bà đấy bà. À, đây là cháu của bà đúng không bà? À, rất là muốn nói nhưng mà kiểu là cũng không nói được nhiều. Không biết biết nghe thì không biết nói. À, biết nghe không biết nói. Vâng. Đấy, ăn ăn kẹo vào là tí nữa nói giọng ngọt hơn nhiều nữa. Cái này dạng như của thuốc chứ không phải là kẹo. Thuốc thuốc bổ ấy. Chúc các cháu thì không, bác anh ăn rồi. Cứ ăn đi. Bà thì cảm ơn nha. Vâng, vâng bà. Cái đấy là mang nhà về bà cho đây không, bà? Ăn là sẽ khỏi khỏi ấy. Cái sẹo quán, trên mặt đấy. Quán ngay đây đúng không? Nó là làm từ tinh bột nghệ với cả mật ong mà.
cái đấy. À bà là quán ngay đây, bà là cho đổ đất nhờ ấy. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Thì đổ đất thì các cháu thì bác bà chắc thủ mê tôm ra không giúp thì không giúp thì à, cho các cháu nghe đó. Bà bảo là đổ đất thì ra ủng hộ bà một gói mì tôm. Được rồi, thế mấy nữa cháu đổ đất thì cháu sẽ ra nhà bà ăn sáng đi mua hàng. Bác thì cháu thì bác có này thì cũng có mẹ. Nhưng mà cháu bảo cháu à, bác cháu không có tiền đâu, ví dụ đổ đất thì cháu đổ nhờ đâu, cháu không có tiền cho bác đâu nhá. Không có tiền đâu. Cho bác rắc thủ mê tôm cho. À, nếu mà cháu có tiền thì cháu cho một thùng luôn, nhưng mà cháu không có tiền. Không có tiền thì cho cháu. Vâng. Không có tiền thì có mẹ, không có bố. Vâng. Bố à. Không có lấy tiền. Cảm ơn các cháu. Vâng. Bà là cũng rất là thương hai anh em luôn bác. Thì tuy nhiên là nói tiếng phổ thông với bà không nói được nhiều. Ý bà là như này, bà bảo là cho đổ đất nhờ, nhưng mà xem là có cho bà ít quà nào không, có mì tôm hay là có gì cho bà hay không ấy. Lúc nào mà cháu có quà gì cháu sẽ mang lên cho bà nhé, thì bà cho cháu đổ nhờ đất đây tí. Vâng. Sao không cho bà thì xa đi có gần thì đốt đây không có đâu. Sau này Hưng ở gần, Hưng còn ra hộ bà ấy. Đúng rồi, hộ bà công sức. Hưng ơi, ra hộ bà vác cái vác củi này tí, bà nặng quá bà không vác được, thế là Hưng chạy ra hộ bà luôn đấy. Cho xây vác thì cho bà thì cho bao nhiêu thì cho. Có Hưng sao lại mấy tiền. Cái cây này lại cắt từng đoạn ngắn thế? Thế em không tính làm cái ấy à? Cái này của bà mà không phải của mình. À. Của bà thì sẽ vô miếng bà và hơn nó này thì làm thì cũng cho tí nữa đâu. À. Thường là của em chặt ra em cắt từng đoạn ngắn. Bác đang nói kiểu là muốn nói tiếng phổ thông nhưng mà ít đấy các bác, ít nói được ít, cho nên rất mong các bác thông cảm. Bác là hay cháu thì cho xây ba thì rồi à bác hả? Bác ý của bác là như thế này này các bác. Ý bác bảo là đất đổ ở đây thì cứ đổ thoải mái. Còn có nếu mà có lòng ấy thì ủng hộ bác vài gói mì tôm. Cho bác vài gói mì tôm. Ý bác là như vậy. Hát nào thứ hai. Mi tổ mi lấy cái ú. Có ăn à? Mau phải lộ ra. Chốt phim đến đây cũng khá là dài rồi các bác. Chương trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những cảnh trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những tập phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các bà, chào các cô, các chú. Rồi. Thuận nào ra đây nào. Chào các ông các bà đi. Đấy, dây chuyền này. Thằng các bà. Đây vòng này. Chào mừng các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này.
một đống khoái rừng với cả một đống hoa bạc kha. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Kẻ Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trình sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trình rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đấy, thì cháu Trình có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trình sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, thì quý bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho cháu Trình để cháu Trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà cháu Trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng của bác nhé. Đây, còn trước mắt của bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, quý bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng các bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao các bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy các bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công các bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối các bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô các bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây. Đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lên nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Giờ mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ, phụ giúp bà con của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.